Đàm Vĩnh Hưng và Quỳnh Hương kính gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, đề tài trẻ mãi không già được bảo trợ bởi công ty tế bào gốc Hyluma lại trở lại với tất cả quý vị, và xin quý vị ghi ở trên màn ảnh địa chỉ cũng như là số phone. Lát nữa nếu quý vị nghe chương trình hấp dẫn này thì xin gọi vào để order sản phẩm để được quà tặng. Vâng, chương trình của công ty tế bào gốc Hyluma luôn luôn là những cái chai, những cái sản phẩm để quý vị dùng cho hàng ngày, và những quà tặng là những cái quà mà quý vị cần thiết cho quý ông lẫn quý bà. Hôm nay với cái đề tài trẻ mãi không già thì công ty tế bào gốc sẽ gửi đến cho quý vị 5 món quà tặng. Chúng tôi không có nhiều thời gian nên cho phép đi thẳng vào quà tặng ngay. Nếu mà quý vị nào đang bị nám đồ mồi tàn nhang thì quý vị mua cái chai nám đồ mồi tàn nhang này 70 đồng, mua 1 tặng 1 ngày hôm nay. Tuy nhiên với cái chương trình mà từ công ty tế bào gốc Hyluma mua 1 chai được tặng 5 món quà thì rất là phải nói là có lợi cho những người nào bị nám đồ mồi tàn nhang. Đây là 5 món quà tặng. Đây, 5 món quà nha. Cái chai tế bào gốc là ở trong, và cái này là cái box, cái hộp của nó. 5 món quà tặng Vi Hưng cầm ở trên tay là toàn bộ nguyên một cái set. Trong đó có kem trị nám đờ mồi tàn nhang rất là hữu hiệu, chai kem ẩm da cho không bị khô da, chai gel rửa mặt bằng chanh mật ong, một chai tế bào gốc thiên nhiên dùng để thoa cho cái cổ chúng ta chống nhăn và mịn da. Và thưa quý vị, một chai chống nắng, cái chai chống nắng nữa. Đó là tất cả 5 món quà ngày hôm nay mà chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị. Khi mà quý vị mua chỉ một tế bào gốc Hyluma mà quý vị được tặng đến 5 món quà hôm nay. Quý vị nghe thấy tới 5 món, 5 cái sản phẩm, quý vị thấy nó hơi rườm rà nhưng mà rất là đơn giản này quý vị. Cái chai trên tay Quỳnh Hương là cái chai mà chính để dùng để mà cho cái da của mình nó săn chắc, nó không có nếp nhăn cũng như cái lỗ chân lông nó nhỏ lại, làn da của mình nó sáng. Khi mà mình bị lão hóa thì cái da của mình nó sậm màu, thì cái chai này nó giúp cho cái da mình nó sáng. Thì buổi tối hoặc buổi sáng mình rửa mặt, bây giờ Hương nói buổi sáng trước, sáng thức dậy thì mình rửa mặt bằng chanh và mật ong. Sau khi rửa mặt chanh và mật ong thì mình bỏ cái chai ẩm da này lên. Ẩm da này là không có hóa chất, nó là thiên nhiên mà thôi. Và bỏ cái chai chống nắng này lên. Đó là chúng ta đã xong buổi sáng và chúng ta có thể đi ra ngoài. Nếu quý vị nào mà make up thì bỏ phấn lên và make up là xong. Last nguyên cho một ngày. Rồi buổi tối rửa mặt xong. Giản dị lắm. Buổi tối là đơn giản vô cùng. Rửa mặt xong bằng chanh và mật ong. Quý vị nào bị nám đồ mồi tàn nhang thì xức cái này lên chỗ nám đồ mồi tàn nhang. Sau đó bỏ cái tế bào gốc này lên. Ban đêm mà mình bỏ cái tế bào gốc này lên thì tự động những cái tế bào da mới nó phân chia, nó lấp đầy lên trên cái da mình. Nó sẽ để lại một cái làn da tươi, trẻ, săn chắc, những cái vết nhăn được xóa mờ dần đi. Đàn ông hay là đàn bà mà sử dụng đều có kết quả như nhau hết. Xin quý vị lưu ý điều đó. Cái chai tế bào gốc này dùng cho ngăn chặn lão hóa, và đàn ông đàn bà sử dụng đều có kết quả như nhau. Đàn ông đàn bà già trẻ lớn bé. Xin mời. Hello, dạ 310 ạ. Hello. Cho hỏi chút, tôi nghe quảng cáo mua một chai xài nám và tặng 5 chai đó, một chai mà đó bao nhiêu? Chị ơi, bây giờ cho em nhắc lại nha. Cái chai nám là cái chai bé bé này nè, 70 đồng một chai, mua 1 tặng 1. Còn cái chai mà tế bào gốc là cái chai trên tay Quỳnh Hương, là cái chai tế bào gốc 160 đồng, mua 1 chai được tặng 5 chai. Nha. 5 cái món này. Chị thấy không? Một cái chai này để làm cho chị trẻ ra đây. Chị được 5 món quà, trong đó có kem trị nám. Nha. Chị hiểu rồi ha. Dạ, chị order okay. Không? Em giữ cho chị. Ok, chị bỏ tên vô đi. Dạ, em có số phone chị rồi nhé. 1160 nha okay. Chị nha. Cảm ơn chị. Xin nhắc rất thật là nhanh là quý vị nào ở xa trên vùng LA hoặc là vùng 818, vùng 626 thì chúng tôi có đại lý trên đó. Quý vị muốn lấy, muốn đại lý giao hàng hoặc là xuống ở Lido Sài Gòn này thì cho Quỳnh Hương và Vi Hương biết. Khi quý vị gọi vào rồi số phone đã có rồi, cho nên quý vị chỉ nói cái hàng của mình order mà thôi. Và ở vùng San Diego, xin báo tin vui cho quý vị, ở vùng San Diego chúng tôi cũng bắt đầu có đại lý để mà quý vị liên lạc lấy trực tiếp ở San Diego cho nó gần nữa. Quý vị nào mà ở cách đây, cách Lido Sài Gòn mà không tới được showroom thì nhớ là sẽ có đại lý các nơi, vùng San Diego, vùng LA và El Monte, Rosemead là đều có đại lý hết. Bây giờ thì nhắc lại, một tế bào gốc Hyluma chắc chắn là làm trẻ hóa cái da quý vị. Quý vị sử dụng an tâm vì cái sản phẩm này có nguồn gốc để kiểm chứng, được bào chế tại Hoa Kỳ và cái công ty là nằm ngay tại Irvine. Cái chai này 160, quý vị sử dụng được 2 tháng rưỡi, quý vị được tặng nguyên một bộ, có 5 chai mà Vi Hương đang cầm đây.
Hương thấy cái chương trình mà nám mua một tặng một thì quý vị cũng thích rất nhiều. Nhưng mà nếu mà nói thật là quý vị nên mua cái chai tế bào gốc 160 đồng. Vì trong đó mình cũng được tặng luôn cái chai trị nám đồ bồ tàng nhang. Mà mình lại có nguyên bốn cái chai này để mình xài rửa mặt, ẩm da, chống nắng và một cái chai tế bào gốc. Cái chai tế bào gốc này trị giá 80 đồng. Hôm nay quý vị cũng được tặng. Quý vị được tặng free khi mua cái chai tế bào gốc Riruma. Và cái chai này á, là dùng để cho cái thoa cái cổ của mình hoặc là cái mặt của mình. Mà nếu mà quý vị thoa lên thì thấy nó dịu và nó căng cái da mặt mình luôn. Cho nên cái chai tế bào gốc này trị giá 80 đồng. Nếu quý vị coi cái chương trình này, quý vị gọi vào ngay giờ phút này, chúng tôi sẽ bonus thêm một cái chai toner. Cái chai toner này phải nói rằng nó sanitize, nó làm sạch cái lỗ chân lông của chúng ta. Nhưng quý vị nào mà cái da dễ bị dị ứng thì quý vị thoa cái này là nó dịu xuống, nó không có làm cho chúng ta bị mẩn đỏ, không có bị ngứa, không bị khô cái da mình. Khi mà chúng ta sanitize, chúng ta làm cho sạch cái lỗ chân lông rồi, quý vị bắt đầu thoa sản phẩm lên thì nó thấm thấu và nó đem đến kết quả nhanh chóng lắm. Cái chai này là cái chai toner đặc biệt nhất mà ngày hôm nay Vi Hương, Quỳ Hương muốn tặng thêm cho quý vị. Như vậy là thành 6 món quà, không còn là 5 món quà nữa, mà là 6 món quà khi quý vị gọi vào ghi tên cho chương trình hôm nay. Cái chai này không có nhiều cho nên hôm nay chúng tôi chỉ còn có vài chục chai để mà gửi tặng đến cho quý vị. Xin gọi số điện thoại 714-855-9500. 6 món quà khi quý vị mua một tế bào gốc Riruma 160. Cái chai này quý vị sử dụng được 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Đó là những cái sản phẩm để làm đẹp. Quý vị chỉ trả tiền một chai. Quan trọng nhất là tế bào gốc Riruma là một cái serum mà bằng human stem cell để làm cho cái làn da chúng ta trẻ lại và săn chắc và tránh đi những cái nếp nhăn xuất hiện. Thì quý vị được quà rất là nhiều ngày hôm nay. Và bây giờ nói tới một cái chai mà cũng là nhiều mọi người đang chờ đợi nhiều lắm. Đang chờ nhiều lắm là cái chai này. Cái chai này nó có 60 viên là Foscalin, là một loại lá rau húng mà thôi. Quý vị chắc uống nhiều lâu nay rồi cũng biết rồi. Ngày hôm nay cái chai này mua 1 tặng 1, chỉ có 35 đồng mua 1 tặng 1 để tan mỡ. Dạ 310 ạ. Dạ, yeah, tôi muốn order cái tế bào gốc thôi sao? Dạ yeah. Vâng, được 6 món quà cho cô nha. Cô gọi vào, cô muốn muốn gửi tận nhà cho cô không? Thứ bảy nha, rồi cứ nương giữ cho cô thứ bảy nha. Dạ vâng. Vâng, những người khách gọi vào đầu tiên thì được thêm cái chai toner này nha. Công ty đã cho 5 cái món quà này rồi. Mà cái chai trị nám đồ mồ tàng nhang này, nếu quý vị nào mà không bị nám thì Hương nghĩ nên lại đổ lại lấy cái chai trắng da. Một cái set của nó gồm có 5 chai này quý vị. Cái chai trắng da này được xức nguyên cả cái mặt của mình. Wow, hôm nay 310 Hương à, hay quá. Dạ vâng, 310, hello. Hello. Dạ vâng ạ, chào anh. Dạ, tôi muốn mua cái tế bào gốc cô. Dạ, dạ một vâng. Chai, anh gọi vào anh được tới 6 món nha. 6 món quà, anh muốn gửi tới tận nhà hay là anh xuống lấy ạ? Thứ bảy, chủ nhật tôi đến lấy. Dạ, chủ nhật nha, dạ vâng. Rồi Quỳ Hương để weekend nha. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ chào anh. Okay. Thưa quý vị ghi xuống cái địa chỉ ở trên màn ảnh và ghi số phone. Nếu quý vị đi lạc thì quý vị gọi cho chúng tôi. Chương trình trên TV không có nhiều, chỉ còn ít phút cho nên quý vị gọi vào ghi tên để được 6 món quà ngày hôm nay. Vâng, và cái showroom là ngay tại Lido Sài Gòn trên đường Bonsai, góc Bonsai Busan. Quý vị nào ở xa mà xuống đây thấy trên đường Bonsai mà có cái nhà băng Wells Fargo ngay cái góc Bonsai Busan, quý vị vào đó đậu xe gần Phở Thăng Long hoặc Lục Đỉnh Ký 2. Quý vị lấy cầu thang lên lầu phòng 214. Bây giờ mình nhắc lại cái chương trình mua 1 tặng 1, cái chai Foscalin tức là thuốc tan mỡ, đặc biệt là vùng mỡ bụng. Thưa quý vị, Vi Hương và Quỳ Hương phải nói rất là vui là bởi vì chúng tôi được đại diện cho một cái công ty uy tín. Công ty này chuyên về thực phẩm chức năng và được hai cái chứng chỉ mà nó quan trọng vô cùng khi mà người tiêu dùng cần phải biết đến, đó là một cái giấy phép của FDA. Hàng năm họ xuống ít nhất là 2 lần để họ kiểm chứng tất cả những cái thành phần trong này. Và một cái giấy nữa được gọi là Hội Khoa học Quốc gia. Hai cái giấy này là để an toàn cho người tiêu dùng. Vâng, xin mời 6482 ạ. Mình chưa nói giá luôn. 6482. Hello. Hello. Dạ, dạ vâng. Chào chị order gì hôm nay? Hằng thấy trên đài chị Bình Hương chị nói gì mua cái bào gốc canh sáo mà tặng 5 món. Dạ 6 5 món. 5 món chị gọi vào, chị được 6 món. Chị thêm món này nữa nha, 6 món. Cái chai toner. Rồi bây giờ chị ghi chị Hằng ha, chị Hằng em giữ rồi nha. Khi nào chị Hằng đến showroom? Ngày mai đi làm em ghé tiệm. Rồi ngày mai ghé tiệm nha. Ngày mai mình vẫn mở cửa 7 ngày từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều nha. Rồi cảm ơn chị. Có rồi, 6482.
Có rồi chị sáu nha. bốn tám hai giờ tên Lan. À, chị Lan cảm ơn chị nha. Rồi cảm ơn chị. Để dành cho em nha, là tổng cộng 6 món thôi chị. Để dành đủ 6 dành món đủ không thêm món nào. Cảm ơn chị. 6 món cho em rồi. Dạ. Em lại cảm ơn chị. Dạ, chào chị. Quý vị tiếp tục gọi vào nhưng mà để Vi Hương, Quý Hương nói thật nhanh, cái chai này 35 đồng mà được mua một tặng một, quý vị an tâm vì được hai cái chứng chỉ mà nãy Quý Hương nhắc lại là FDA và NSF, và khi quý vị uống bắt đầu qua cái chai thứ hai, cái chai đầu thì bắt đầu tự nhiên mình cảm thấy cái cơ thể mình nó nhẹ nhàng. Qua chai thứ hai là bắt đầu cái vùng mỡ ở chung quanh bụng chúng ta nó bắt đầu nó tan đi, nó làm cho chúng ta mặc quần bắt đầu rộng rộng rồi, có nghĩa là mình xuống phao một cách an toàn. Một ngày mình uống khoảng từ 2 đến 4 viên tùy theo cái cân nặng của mình, nhưng tất cả khách hàng đều trở lại mua và nói rằng uống qua chai thứ hai là có kết quả quý vị nhé. 35 đồng. Mua một tặng một chai có 60 viên. Đó là cái lý do công ty tặng cái chai thứ hai này. Vì khi mình uống cái chai đầu tiên chưa có hiệu quả lắm đâu, uống qua chai thứ hai. Rồi nếu quý vị nào mà cân nặng quá hoặc là mỡ nhiều quá thì nên uống thứ ba, thứ tư, nhiều. Tiếp tục lên. Tiếp tục, tại vì đây là một cái loại lá cây mà thôi, nên không có cái phản ứng gì hết trơn. Mình càng uống thì cái mỡ mình nó càng tan đi rất là nhanh. Trong một thời gian nào đó quý vị cảm thấy vừa lòng với cái dáng chấp của mình rồi thì không cần uống nữa. 35 đồng 60 viên, hôm nay mua một tặng một. Bây giờ trở lại với cái tế bào gốc đi. Dạ vâng. Quý vị có bao giờ mà nghe một cái sản phẩm mua một và tặng năm, trong khi cái chai tế bào gốc Triluma này nó là một cái sản phẩm được bình chọn một trong năm sản phẩm tốt của nước Mỹ về đứng đầu về Human Stem Cell Serum. Nếu mà nói về stem cell thì chỉ có stem cell mới làm cho làn da chúng ta trẻ lại. Còn tất cả các cái kem làm cái da đẹp, làm da mịn màng, làm da trắng thì nhiều lắm. Nhưng làm trẻ lại thì quý vị nên tìm hiểu về cái chai tế bào gốc Triluma này. Quý vị có thể vào Google, chỉ cần đánh cái chữ Triluma ra thì quý vị thấy ngay tất cả những cái lời khen cũng như là cái công ty và cái người bào chế cái sản phẩm này. Hôm nay mua một tặng năm, quý vị gọi vào lại được thêm cái chai toner. Nhiều quá cầm không hết. Đây, quý vị gọi vào là được 6 món. 6 món quà quý vị nhé. Nếu mà mình bị nám thì mình lấy cái phần quà có kem trị nám. Nếu mình không bị nám, mình sẽ lấy cái phần quà có kem không có trị nám. Cho nên là cái da nào quý vị mua quý vị cũng sử dụng được hết. Và bây giờ vùng 714 xin mời ạ. 1409. Hello. Hello. Dạ chào chị. Vâng, tôi muốn đi tên để mua cái chai tế bào gốc. Dạ vâng, em sẽ giữ cho chị cho đến cuối tuần này nhé. Chị làm ơn ghi cái địa chỉ để tới tiệm nhé. Dạ, tôi biết địa chỉ đó thôi. À, dạ, chị biết rồi, cảm ơn chị. Dạ. À, Vi Hương xin nói thật là nhanh, rất là nhanh. Quý vị thấy chúng tôi cầm lên tay nhiều quá như vậy, quý vị nghĩ là nó rườm rà lắm. Nhưng mà đơn giản nè, buổi sáng rửa mặt xong bỏ ẩm da lên, chống nắng lên là quý vị đã xong ban ngày. Buổi tối về quý vị rửa mặt xong, bỏ cái trắng da hoặc là cái nám lên, rồi tế bào gốc lên. Có vậy thôi. Vậy thôi. Còn cái chai này là dành cho quý vị xài cái cổ. Cái cổ của mình. Thật ra cái chai này vừa xài mặt xài cổ, nhưng mà quý vị có thể để dành để xài cho cái cổ. Dạ vâng ạ. À. Hello, em nghe rồi đây. Hello. Dạ vâng, 1409 chị ơi. Xin mời chị. 1409 ạ. À. Hồi nãy chị vừa gọi đó, em ghi tên rồi. Chắc chị đụng phone. Phone. Vâng, quý vị tiếp tục gọi 714-855-9500. Chỉ còn có 10 phút nữa để dành cho quý vị gọi vào. Ghi tên thì sẽ được đủ 6 món quà. Đúng ra nếu mà quý vị không có ghi tên trong cái danh sách này khi quý vị đến ngay tiệm của chúng tôi thì quý vị chỉ được 3 hoặc là 4 món quà căn bản mà thôi nhé. Và tiếp tục trở lại với cái chai tế bào cái chai tăng mỡ, thực phẩm chức năng tăng mỡ này. Cái chai này thì chúng tôi bán rất là nhiều, ngày nào cũng có người đến để mua cái chai tăng mỡ dạ này. Dạ vâng, 9072 ạ. À. Hello. Hello. Dạ vâng ạ, à, chào cô. Tôi đang coi cái chương trình của cô Quỳnh Hương ở trên dạ vâng. Dạ, dạ chào cô. Dạ. Tôi thì alo. Dạ, dạ vâng, cô nghe đây cô ạ. À. Cô nói đi ạ. Tôi thì cái năm nay cũng 82 tuổi rồi. Mà cái da nó nhăn quá. Thì có cái gì để mà làm cho cô nó nhăn? Cô ơi, da cô nhăn thôi, cô lấy cái chai này nha cô. Hay lắm cô ơi, cô xài một thời gian là nó sẽ săn đó cô. Nha. Tôi 82 tuổi rồi đó. Dạ, dạ cô ơi, 82. Mẹ của Vi Hương. Xài được không? Cô mẹ dạ, của được. Vi Hương nè, 82. Có mấy bác tới, mấy bác cũng 84. 86. Mà, dạ, 86 vẫn xài. Còn xài nha cô. Cô cứ đến showroom nha, cho dạ. Cháu nhìn cô nha. Dạ, à, xài được chứ không sao hả? Dạ không cô à, cô nó chỉ xài làm nó đẹp lắm. Đẹp lắm.
cũng có hiệu quả chứ không phải là mình lớn tuổi rồi. Dạ, mình dạ. Nhắn thì đâu có. Dạ, chắc chắn, chắc chắn. Mình đi chút được đâu. Dạ, chắc nhưng mà từ cô. Từ nha cô, nó dạ. sẽ cô sẽ thấy nó căng từ từ nhá. Rồi cháu giữ cho cô nha, cô đến tiệm nha. Con cái chai mà tế bao gốc thì sức cho cái gì? Đây nè. Chai này là sức cho mặt đó cô ạ. À. Để làm cho không có bị nhăn đó, làm cho săn chắc da, làm cho cô săn cái da, căng cái da đó cô nha. Dạ, cháu mời cô đến showroom nha. Bao nhiêu tiền đó? 160 đồng cô ạ, 160 nha. 160 mà được tặng 6 món quà. 6 món quà. Tặng dữ lắm cô à. Thôi bây giờ cô giữ cái phone của cháu. Rồi cháu giữ số phone cô, cháu sẽ gọi lại cho cô tiếp không, nha. Không gọi. Cô ơi, cô cứ đến tiệm đi mình cứ gọi. Dạ vâng. Tiếp dạ, cảm ơn cô ạ. Dạ vâng, cô gọi cô đến thẳng nha, tại vì xin mời 1409 ạ. 1409. Dạ vâng. Dạ, tôi mới gọi ra để làm nãy tôi thấy cô gọi lại nên tôi muốn nhắc lại là ghi lại cái số phone của tôi để tôi đến tôi lấy. Dạ khi cô có rồi cô ơi, gọi có là ghi có rồi chị nha. Cảm ơn cô nha. Dạ, có rồi. Dạ vâng. Quý vị tiếp tục gọi trở lại, chúng tôi chỉ còn có 5 phút nữa thôi. 7148559500. Cái giờ phút này nó còn ít lắm cho nên quý vị chỉ cần gọi vào nói order gì, chúng tôi ghi xuống cái số điện thoại là quý vị đến thẳng showroom. Còn nếu quý vị có nhiều câu hỏi thắc mắc về từng sản phẩm thì mời quý vị đến showroom, chúng tôi sẽ giải thích tường tận hơn ạ. Hello, xin mời vùng 626. Em có gọi là một tối đó, mà các cái chị Bình Hương chỉ nói là để ngày mai cho người nhân viên gọi lại, mà không thấy ai gọi lại về chị. Dạ vâng, cái người đại lý đó họ có cái trở ngại về cái phone của họ đó nha chị, cho nên là Quỳnh Hương đã nhắn rồi. Thì bây giờ thôi, chị muốn xuống đây lấy chị không? Xuống lấy luôn đi nha, cái người đại lý người ta bị trở ngại cái phone của người ta đó. Thứ hai được không chị? Thứ hai nha, bây giờ mình giữ lại thứ hai cho chị nha. Rồi cảm ơn chị nha. Vâng, sorry chị. Thứ hai gặp rồi, chị thứ hai xuống đi nha. Là cái chai serum đó là với lại còn nếu không á, sản phẩm mà. Nếu mà nếu chị muốn thì mình có thể mail thẳng cho chị cũng được, chị khỏi phải xuống nha. Rồi, ok thôi để có gì chị liên lạc lại đi, nếu mà chị muốn xuống thì chị cứ xuống nha. Ok chị. Rồi chào chị. Thứ hai khoảng mấy giờ chị? Mình mở cửa từ 10 giờ đến 6 giờ. 7 ngày hết 10 giờ đến 6 giờ nha. Rồi cảm ơn chị, bye chị. Thưa quý vị, đại lý nhiều khi người ta liên lạc không được hoặc là người ta có trở ngại về cái đường dây. Cho nên khi quý vị đợi mà đại lý không gọi thì xin quý vị gọi lại trở dùng lại. Nha. Vâng, gọi trở lại Hương nha. Và Hương sẽ gửi đến tận nhà cho quý vị. Hoặc là nếu cuối tuần quý vị xuống đây thì xin mời lại showroom ghé lấy hàng ạ. Và bây giờ còn ít phút thôi. Quá ít phút cho nên chị nói thật là nhanh. Một chai tế bào gốc Riluma là đây. Đây là cái vỏ, cần Quỳnh Hương đang cầm cái vỏ và cái ruột của cái chai tế bào gốc. Cái chai này trị giá 160 đồng. Nếu quý vị vào online, quý vị thấy 160 đồng không tặng quà. Nhưng mà khi quý vị đến với Quỳnh Hương và Vi Hương, quý vị được tặng tới 5 món quà ngày hôm nay. Đây là 5 món quà tặng cho quý vị nào bị nám, đồi mồi, tàn nhang. Nếu quý vị nào mà không bị nám thì Hương sẽ đổi lại qua cái này. 5 món quà tặng và quý vị gọi vào với cái chương trình này được thêm cái chai toner. Toner dùng để làm gì thì chắc quý vị biết rồi. Chúng ta rửa mặt xong là phải thoa, lấy bông gòn thoa cái toner lên ngay để sát trùng, để sanitize cái da mặt của chúng ta, giúp cho cái lỗ chân lông nhỏ lại và giúp cho cái da chúng ta không bị ngứa, không bị dị ứng. Nó là sanitize mà thôi. Và 5 cái món quà này gồm có là rửa mặt, chống nắng, ẩm da, trắng da và một chai tế bào gốc cho quý vị thoa cổ. Vâng, và bây giờ 160 đồng mà được tặng tới 6 món quà, quý vị gọi vào hoặc là bấm phone vào để giữ cái số phone của mình lại thì quý vị được giữ quà cho tới hết tuần này. Chúng tôi sẽ giữ quà cho tới ngày thứ hai và cái showroom mở cửa một ngày, một tuần 7 ngày và từ 6 giờ mấy 10 giờ cho đến 6 giờ, 10 giờ sáng đến 6 giờ. 7 ngày cho nên bây giờ chỉ còn có 5 phút cuối cùng. Quý vị nào mà muốn order cái chương trình hôm nay, mua một mà tặng 6 món quà thì quý vị gọi vào 7148559500, 855-9500. Và xin nhắc thật nhanh là quý vị nào mà đang chờ cái chai mà tan mỡ, nhất là vùng mỡ bụng, cái chai này là 35 đồng, gồm có 60 viên. Hôm nay mua một tặng một. Thuốc nghệ làm tại Hoa Kỳ, cái chai thuốc nghệ này làm Hoa Kỳ. Nghệ này là một loại nghệ rất là tốt và nó là nguyên chất. 25 đồng một chai, cũng 60 viên. Ngày hôm nay cũng mua một tặng một. Rau xanh, rau là một cái thực phẩm rất cần thiết cho cơ thể của mỗi người chúng ta. Còn tốt hơn cả thịt nữa, cho nên là chúng ta mỗi ngày cần có 2 viên rau xanh. Nếu chúng ta không ăn đủ rau xanh, một ngày 2 viên này. Trong cái chai này có 60 viên thì 35 đồng một chai. Ngày hôm nay cũng được mua một tặng một.
tất cả những cái thực phẩm chức năng ngày hôm nay là được mua một tặng một. Quý vị gọi vào để có cái chương trình mua một tặng một, hoặc là mua một tế bào gốc Viruma là được tặng đến 6 món quà. Và ngoài ra, mặt nạ vàng hôm nay cũng có hàng về rất là nhiều. Để quý vị nào đang chờ đợi hàng thì cái hộp này nó có 5 miếng. 5 miếng ở trong này là 60 đồng, hôm nay được mua một tặng một. Rồi bây giờ là mình cái giờ lại, để quý vị còn vài còn phút để quý vị gọi vào để giữ gọi cái nha. Chỗ khi quý vị gọi vào thì có số phone rồi, và đến showroom thì chỉ cần nói 4 số phone cuối mà thôi, 714-855-9500, 855-9500. Gọi vào thì có thêm quà nghe quý vị, một tế bào gốc Viruma 160 được 6 món quà khi gọi vào hôm nay, là 5 món quà Vi Hương cầm trên tay và thêm một cái chai toner. Chắc chắn là quý vị sử dụng 4 đến 6 tuần, Quý Hương luôn luôn, Quý Hương nói xa lắm, 4 đến 6 tuần, nhưng mà thường thường 2 tuần quý vị đã cảm nhận được rồi. Cái da mình thấy khác biệt ngay vô cùng. Và những quý vị nào bị nám đầu mồi tàng nhang thì phải nói rằng cái kem trị nám đầu mồi tàng nhang của chúng tôi nó hữu hiệu vô cùng vì nó có cái kỹ nghệ nano. Và đây là cái quà tặng hôm nay quý vị không phải mua, vừa che nám, vừa ẩm da, vừa chống nắng, vừa rửa mặt, và một cái tế bào gốc dùng để thoa cổ. 5 món quà này hôm nay được thêm cái chai toner khi quý vị gọi vào cái số điện thoại 14-855-9500. Mặc dù là thời gian cũng không còn nữa, nhưng nếu quý vị nào mà tiếp tục gọi hôm nay, nguyên cái ngày hôm nay, là quý vị vẫn được cái phần quà khi quý vị mua. 714-855-9500, quý vị có thể ghi cái số phone này xuống. Và nếu không gọi ngay cái talk show trực tiếp này, quý vị có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều và một tuần 7 ngày. Lúc nào cũng có nhân viên ở đó để tiếp đón quý vị. Khi quý vị đến thì được giải thích từng cái chai một và sử dụng như thế nào. Đừng có bỏ qua nha. Chương trình hôm nay là 160 đồng một cái chai này, sử dụng được 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Được 5 món quà Vi Hương đang cầm trên tay, cộng thêm một cái chai toner, có nghĩa là 6 món quà tặng ngày hôm nay. Nguyên cái set này quý vị sử dụng được 2 tháng rưỡi đến 3 tháng, chắc chắn là sẽ đem đến hiệu quả. Đàn ông hay đàn bà sử dụng đều có cái hiệu quả như nhau, có nghĩa là săn chắc cái da, xóa mờ vết nhăn, làm trẻ hóa làn da nhờ cái tế bào gốc Human Stem Cell này. Và thuốc tan mỡ, hiện bây giờ quý vị nào đang đợi thì quý vị nhớ đến 35 đồng mua một tặng một. Đặc biệt là khi quý vị uống qua cái chai thứ hai, quý vị sẽ thấy có kết quả, và nó chỉ là cái loại lá húng Ấn Độ mà thôi. Có nghĩa là 35 đồng quý vị xài được 2 tháng. Còn quý vị nào mà cái cân nặng của mình hơi nhiều đó thì mình uống được 1 tháng, hai chai này sử dụng được 1 tháng. 35 đồng mà thôi mà mình lại thấy được mình được giảm cân. Cái này không phải là diet, nhưng mà nó khi mà mỡ mình nó tan, có nghĩa là mình được giảm cân và cái thân hình của mình nó gọn lại. Cái chai này uống vô an toàn, không bị nhức đầu, chóng mặt, không có tiêu chảy, là một cái loại lá cây, một loại rau húng, và được cái quan trọng nhất là được bào chế tại Hoa Kỳ từ một cái công ty phải nói là lớn và có đầy đủ những cái giấy tờ và chứng nhận của FDA. Cho nên quý vị nào muốn giảm cân, muốn tan mỡ thì nên uống cái chai này. Thường thường những cái thuốc tan mỡ là hay bị ngăn cấm hoặc bị phai, FDA họ kiểm chứng, họ thấy có những cái thành phần không tốt, nhưng với cái chai này thì quý vị an tâm để sử dụng. Vâng, 0065 ạ, số phone 0065. Hello. Chào em, xin em cần gì hôm nay ạ? Hello. Nghe đây, xin mời. Dạ, chị nói đi chị. Dạ. Dạ, chị ơi, em đang coi TV đó chị, em thấy là bán cái chút đó tan mỡ bụng của chị. Đúng đây, rồi. Tan mỡ nè em, 60 viên. Em đến cái showroom lấy dạ. Nha. Em có biết địa điểm không? Em cái TV á, dạ, cái TV đó. Em ghi ở trên màn ảnh có cái địa chỉ nhá. Tại vì em mở TV to quá. Quý vị nhìn ở trên màn ảnh sẽ thấy có cái địa chỉ, thì làm ơn ghi cái số điện thoại đó và ghi cái số phone, địa chỉ và số phone, để khi mà quý vị đến mà quý vị cần hướng dẫn được đi, quý vị gọi lại. Là bởi vì cái màn ảnh ở trên đó là đã có cái địa chỉ của chúng tôi rồi. Cái chương trình mua một tặng một gồm có thuốc tan mỡ, đặc biệt là vùng mỡ bụng, có thuốc nghệ và có rau xanh. Còn cái chai tế bào gốc Riluma này là 160 đồng. Quý vị mua một chai, quý vị được tặng đến 6 món quà. Xin cảm ơn tất cả quý vị, thời gian đã không còn nữa, nhưng quý vị tiếp tục gọi vào với chương trình hôm nay để được tặng quà là 714-855-9500. Quý vị nào mà chưa nghe kịp cái chai tan mỡ, mà đang muốn tan mỡ, đang muốn giảm cân để có một cái thân hình mặc áo quần cho đẹp thì nên gọi vào, giữ cái số phone của chúng tôi gọi vào để chương trình mua một tặng một cái chai tan mỡ.
và tế bào gốc mua 1 tặng 6 món quà. Xin quý vị tiếp tục gọi 714-855-9500. Kính chào tạm biệt.